chà. Nơi đây lúc nào cũng kẹt xe. Quyền đương phó Nguyễn Trí Thanh. Trời này nắng chang chang rồi. Đó, hơn 10 giờ sáng, 10 giờ 30 sáng. Nắng chang chang luôn. Nắng như hè. Mùa đông mà nắng như mùa hè mọi người. Quá 30 độ C mà, dạ, hôm nay 15 tháng 12 nắng để rồi chuẩn bị cho chuỗi ngày mưa lạnh nữa rồi đó. Giờ học sinh ra về bài học, đường phố khá là đông. Nắng thiệt luôn, nắng nóng, dạ, yeah. 30 độ C đó, nắng như Sài Gòn. Rất giàu, nắng quá, nắng quá. Đường sửa về trên này, dạ, Dũng Quý xin chào tất cả mọi người. Em lại đưa bà con lang thang này, Huế. Trong tiết trời 30 độ C ngày mùa đông, từ Huế đến các tuyến đường phố. Dạ, đây là đường phố Nguyễn Trí Thanh. Trưa ngày 15 tháng 12, khá là gắt thôi. Qua ngày mai ngày mai tầm lão mà tới qua ngày kia là về sau đó mưa trở lại rồi, dạ, yeah. Nắng đó rồi mưa đó, nóng đó rồi lạnh đó, ở Huế là vậy đó. Lũ quá lâu rồi nhưng mà hai bên đường này bà con à, ít dòng lũ bùng hai bên đường này vẫn còn quá tơi luôn. Khu vực này chắc cũng có người. Dạ, bên mặt bên này thì bà con dọn sạch sẽ. Bên này chắc không có người ở trong nhà cho nên cũng dọn dẹp cái đường đó. Bùng còn nhiều. Mà khô lên là trời nặng đấy là bùi bấy đấy. Dạ. Cầu Đông Ba qua sông Đông Ba đó, đây em đi lên đường nè Bạch Đằng dọc theo dòng Đông Ba ở Phú Xá, nó qua cơn lũ nó chạy xuống nó hai bên bờ sông, bây giờ nhìn từ đâu là dòng sông nó càng nước chứ.
ra phố xá nó bắt đối bơ lắm. Mà đừng thật là bùng sinh của những ngày lùng nó tối xuống hai bờ sông. Mọi người cũng có thấy những cái bờ bên kia đó, nó nổi mặt đất lên đó. Tưởng chừng đâu là mùa hè càng nước rồi. Đó. Nhìn xuống cả cái bờ sông bên kia thấy toàn là đất cát. Đây là bên sông trước mặt chùa Diệu Đế đó. À, đi dịp hàng nhìn những cái tán cây đường Bạch Đằng trước mặt này. Giờ nhiệt độ 29-30 độ C thì trên đường khá là gắt nắng. Đường Bạch Đằng thì rất là nhiều ngôi nhà cổ xưa đang còn. Hoa nắng ghê chưa? Con đò đi xuôi ngược trên dòng Đông Ba. Khi nếu mẹ con cái chuyện đo đo Đông Ba về bệnh đo Vĩnh Tú hay không? Vừa rồi em về gì bệnh đo Phả Tam Giang thì hỏi như ba con vẫn con nữa. Chuyện xá này mình những người tắng đi nữa. Dạ. Cho nếu có thì ba con đi làm ăn không đi xe được thì cũng đi bằng đo. Chắc thời ni đi bằng xe máy cả rồi, phương tiện giao thông đường bộ cũng đi bằng đường thủy. Đi ngang bộ tơi có chút đầm mây im lại nghe nặng. Dạ. Đông Ba chờ Đông Ba khi mình qua là mẹ bay bay là đà đó cần chờ ngày nặng đôi thăm chờ thăm bà con hàng chờ. Coi có cái chi món chi mua không ra trứng gà này trứng vịt này. Đường Trương Dương phía sau chợ Đông Ba bây giờ nhìn rất là khác lắm, nhìn như con đường mới. Nhìn như ghi hình bắt đầu từ đoạn đường này mà em không nói ra thì chắc bà con nhận ra đường Trương Dương rồi. Nhìn giống như cái phố chợ mới á. Thật ra là phía sau của chợ Đông Ba đây. Bây giờ khác là ghê chứ. Có cả gian hàng này. Chị Sĩ, chị Chạy, ó Dung, chị Thanh, chị Dung, ó Hương. Đó, khác biệt nhiều lắm. Gian hàng là nhìn như cái siêu thị. Yeah. Đẹp ghê chứ. Ở gian hàng mua nhưng có tên tôi cả. Tên số điện thoại địa chỉ. Đó, để ba con tiền giao thương. Ở đây tiếp tục làm tiếp này, làm dọc hết luôn đó. Rồi, chờ Vân Ba đẹp quá. Giờ làm lề lội rồi.
tải xe lăn lóc. Đó, tương lai khu vực này làm hết á, làm xuyên suốt luôn. Ở đây như một cái chợ mới, nhìn rất là đẹp. Đó, thôn nguyện danh là tha hồ mà bán cho bán hàng tôn sắc Sago cho các công trình chợ. Hỗ trợ trở đi. Cầu bên cầu Trường Tiền dòng sông Hương. Trưa ngày 15 tháng 12. Tại thì điện đèn đèn xanh đèn đỏ cũng có này, nên bà con đi lại cân nhắc. Có Trường Tiền từ Bắc sang Nam. Mưa độ C là nặng dữ lắm đó. Mùa hè ngày nặng đấy là nóng lắm. Như vậy mà hai ngày nữa mà nhiệt độ giảm xuống, giảm xuống sâu thì rất là dễ đau ốm. Người già trẻ em chịu không nổi. Đau ốm bệnh tật, mặc cảm mà mọi người cảm lạnh. Nhiệt độ mà giảm sâu, tự nhiên đã nặng, mưa lạnh xuống. Đau ổn đó. Đường Thượng Đình hàng công họ đường xã đang làm, Phạm Hồng Thái đang làm lề đường. Dạ, như cái nằm trên đi về đang nặng và nhiệt độ 30 độ C khá là gắt đây bà con. Đi vòng lang thang Huế, đi vòng mọi người cùng biết thêm Huế cùng em nha. Đây là ngã ba đường Hà Nội
Rồi em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ Hiền Vui xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, em xin chào mọi người.